Các quý vị, tai nạn đường sắt ở miền Nam Ấn Độ, 11 người thiệt mạng. Một xe lửa chở khách đã trật đường rầy tại miền Nam Ấn Độ hôm nay, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Có ít nhất 60 người khác bị thương khi bốn tòa tàu của chuyến xe lửa cao tốc nối kết hai thành phố Bangalore, Omakulam bị trật đường rầy ở gần Anekal. Hiện không rõ nguyên nhân làm cho xe lửa trật đường rầy. Tai nạn thường xuyên xảy ra trong hệ thống hỏa xa của Ấn Độ, một trong các hệ thống hỏa xa lớn nhất trên thế giới, chuyên chở hơn 20 triệu hành khách mỗi ngày.